Trong đây nè, em có cái căn cuối nha, là rẻ nhất luôn nha anh chị, là căn A9 nè, xây một lầu hai phòng ngủ hai nhà vệ sinh, có ban công luôn, giá có 530 triệu thôi. Thì hiện tại là cái khu nhà này bên bên em Trung vừa mới xây dựng luôn với 18 căn và có giá là rẻ nhất là 530, như chị đã thấy nè. Thì hiện tại là căn đó em hoàn thiện chưa xong nên chưa quay được. Hiện em sẽ ra ngoài em quay một số căn mẫu cho anh chị mình xem. Còn trong đây thì mình sẽ có mức giá là 530 nè, 600, 600 mấy, 800 mấy, đầy đủ giá cho anh chị mình luôn nha. Với ba hướng là Tây Bắc, Đông Bắc và Đông Nam nha anh chị. Mấy anh em thợ cũng đang cố gắng làm thật nhanh luôn để giao cho anh chị một cái mẫu nhà phải nói là cực kỳ rẻ, cực kỳ mới. Em Thành Binh, em Thành Trung luôn nha anh chị. Thì hôm nay á, em Thành Trung xin mến chào anh chị, rất vui được gặp lại cả nhà mình trên kênh Nhà Đất Bình Chánh Thành Trung. Đây, cái căn này là cái căn gốc ở ngoài nha, có ban công vòng luôn, xây một lầu, và đặc biệt căn này là ba phòng ngủ nha anh chị, ba phòng ngủ hai nhà vệ sinh, có một phòng ngủ dưới đất cho ông bà cô chú mình lớn tuổi mình khó di chuyển á, là mình có thể là có phòng ngủ ở dưới để mình sử dụng luôn. Sân ngoài trước thì rất là rộng rãi luôn, ở đây là anh chị mình đậu ô tô được nha. Đối diện của mình đó là một bãi vật liệu xây dựng nên là xe tải vào đây dư sức luôn, 3,5 tấn đổ xuống là vào được. Sân ngoài trước này đậu ô tô được luôn, anh chị mình có ô tô nhỏ nhỏ đậu được. Còn nếu không thôi mình có thể làm một cái hàng rào ở đây nè để mình đậu xe máy, mình tận dụng hết cái khoảng sân này để mình làm hàng rào cũng rất là được luôn. Với diện tích đó là ngoài trước là ngang 5 mét nè, dài cho 8 mét, xây ban công, thì em Trung cảm thấy là căn nhà này rất là rộng rãi luôn. Thì giá nó trung bình ở trong là 530, 600 mấy, 800 mấy, còn cái căn gốc hai mặt tiền nóng này đó thì căn này có giá là 1 tỷ 200 triệu, nhưng mà vẫn còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà luôn nha. Và sau đây em Trung mời cả nhà mình cùng tham quan chi tiết căn nhà nha. Rồi nãy giống như anh chị mình thấy rồi, nãy giờ mặt trước nè có cửa sổ này, có cửa chính nè, ngoài trước lót gạch rất là cao ráo nè, ngoài sân cũng là lót gạch đỏ nè, cửa thì mình được bảo vệ bằng lớp cửa hai cánh cửa sắt, ở trong có những cái song sắt vàng vàng nha anh chị. Sắt này là cái cửa sắt này là sắt hợp nha, rồi sơn tĩnh điện, rồi cái kính là kính cường lực, anh chị mình xài cứ yên tâm, bao hàng luôn, đập cỡ nào cũng không bể, trừ khi nào mà cứng cạnh góc rồi kia ai phá mới bể thôi. Còn không gian phòng khách nè, anh chị thấy rất là rộng rãi luôn. Ở đây thì có để sẵn một bộ sofa cho gia đình mình luôn để ngồi nè, tiếp khách này kia. Còn khu vực này á, anh chị mình có thể là để trang thờ nè, tủ thờ để thờ ông bà tổ tiên, rồi để bàn thờ ông địa cũng rất ok. Nhà mình lợi thế là căn gốc nên mình có cái phần cửa sổ bên hông nha. Rồi trên trần thì cũng rất là cao ráo nè, ở trên thì mình ốp giả gỗ, có sẵn cái quạt trần luôn. Còn bộ hệ thống điện trong nhà là điện led, đèn led hết nên chị mình yên tâm. Gạch thì trong nhà lót xuyên suốt là sạch sẽ rồi. Cái này thì khỏi phải bàn, quá ok luôn. Dưới cầu thang thì mình sẽ có một cái khoảng rất là rộng dày, anh chị mình có thể là để tủ lạnh ở khu vực này nè thì rất ok luôn, để tủ lạnh máy giặt dưới cầu thang nè để mình tiết kiệm tối ưu quá không gian luôn. Di chuyển vào trong tí xíu đó thì mình sẽ có một cái không gian bếp đây, tủ bếp là tủ, cái này là tủ nhôm xuyên pha nha anh chị, hôm nay không sử dụng gỗ nữa, mình sử dụng nhôm xuyên pha đây, tủ nhôm xuyên pha nha. Trên tường cũng vậy luôn, gót gạch cao nè, ở đây ốp gỗ nè, bồn nước là bồn đôi inox nha, mặt bếp là đá hoa cương. Thì hiện tại là nhà em hoàn thiện khoảng 90% rồi, còn thiếu một số thiết bị nữa thôi, gia đình mình vào thì em sẽ hoàn thiện hết luôn để giao nhà cho anh chị. Cuối nhà thì mình có một cái nhà vệ sinh đây, nhà vệ sinh thì nói chung là nó cũng vừa phải cho gia đình mình sử dụng. Gạch thì ốp lên tới trần luôn, tông gạch rất là đầy đủ nha. Rồi nhà vệ sinh, các thiết bị vệ sinh đầy đủ hết trơn luôn. Và điểm nhấn của căn góc ngoài này á, thì nó có một cái phòng ngủ ở dưới ngoài sau. Đây, một cái phòng ngủ ở dưới nè, cho ông bà cô chú mình lớn tuổi á, không có di chuyển lên xuống cầu thang được, mình có phòng để sử dụng nè. Trần thì rất là cao luôn, bên hông có cặn sẵn cửa sổ luôn. Rồi di chuyển đến ngoài đây là tới nhà vệ sinh rồi, nên nó rất là tiện dụng luôn. Mình lớn tuổi là mình chỉ bước ra đây ra nhà vệ sinh, ra bếp ăn uống là được rồi ha anh chị ha. Dạ. Và sau đây em Trung xin mời cả nhà mình cùng lên tham quan tầng trên để xem thiết kế như thế nào nha. Cầu thang á, thì bên hông nè, bên hông nhà cầu thang ở đây, cái bề ngang nè rất là rộng nha anh chị, mình khiêng tủ, khiêng nệm, khiêng giường người kia lên cũng rất là dễ dàng luôn. Tay vịn cầu thang bằng gỗ nè, song sắt nè, ở đây có cửa sổ để mình lấy sáng lấy gió vô trong nhà, tại vì em Trung quay video á em mở đèn thôi, chứ thực sự ra mình không mở đèn cũng rất là sáng luôn. Em mở đèn hết cho anh chị mình xem xung quanh hết. Mặt cầu thang là đá hoa cương nè, với lại cái nhà của mình là làm bản cầu thang rộng nè, cầu thang dài nè, nên đi rất là êm ái luôn, mình sẽ không có sợ bị dốc, không có mỏi chân nha anh chị ha. Lên đầu tiên là mình sẽ gặp cái nhà vệ sinh để sử dụng chung cho hai phòng ở trên đó, các thiết bị vệ sinh thì đủ, lót gạch cũng rất là đẹp luôn. Rồi cặp bên này thì mình sẽ có một cái phòng ngủ đằng sau đây, phòng ngủ đằng sau thì cực kỳ rộng rãi rồi, phòng này mà hai vợ chồng ở là dư sức luôn đó. Đây không gian chịu theo rất là rộng rãi luôn, căn góc thì lợi thế ban công vòng. Bên này mình có cửa sổ nè, cửa này là cửa ra ban công vòng nha anh chị, để em bảo cho anh chị mình đi ra coi luôn. Đây cửa ban công vòng đó, cực kỳ ok nha. Đây đó, ban công vòng nè, anh chị mình nhìn hướng này nè, là nguyên cái khu nhà của bên em đó, mới xây dựng hoàn toàn mới 100% luôn, nhà chưa ai ở hết. Nói chung là bây giờ trong cái giai đoạn này á, mà anh chị mình xuống mình coi á, là rất ok, tại vì mình có thể là lựa chọn được cái căn tốt nhất nè, phù hợp nhất với gia đình mình luôn. Thêm một cái nữa là mình sẽ được một cái giá rất là ưu đãi luôn nha, ai mua căn đầu tiên thì em Trung hứa là sẽ để cho anh chị mình một cái giá cực kỳ ưu đãi luôn đó. Đối diện mình nè, anh chị thấy nè, nguyên một cái bãi luôn vật tư nè,
nên xe là xe tải, xe ô tô, xe gì là chạy vô đường này vô dư sức luôn. Đường này là đường xe tải, cách đây chỉ vài trăm mét thôi là anh chị mình đã tới chợ rồi, chợ Gò Đen nha anh chị. Rồi đầu đường mình cũng có sang hè, có rất là nhiều tiệm tạp hóa luôn. Rồi tiếp theo nha, ban công thì ban công là tại vì bằng sắt hợp nha anh chị, song sắt đầy đủ chân luôn, và mình là ban công vòng nên mình có thể đi thông ra phòng trước được. Phòng trước thì rất là rộng rãi rồi, cửa ngoài trước là cửa bốn cánh cửa sắt, ủa cửa hai cánh cửa sắt nha. Đây cái phòng nè cực kỳ rộng rãi, trần nhà cũng rất là cao luôn, gia đình mình dễ dàng sử dụng nha. Nói chung là phòng này mà bốn người ở cũng dư sức luôn, để tủ để giường thoải mái luôn.